Xin chào các bác. Mình quen nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chắc là mỗi người quen một kiểu đúng không? Hôm nay có một cái chuyến đi thú vị này các bác nhìn này. Ở dưới kia thì vẫn đang nắng chang chang. Kia là dòng sông Đà các bác kìa. Sông Đà chảy này, kia nắng chang. Đi trên này rất là cao rồi, sương mù bay đầy. Trời như kiểu nó sắp mưa nhưng toàn sương mù các bác ạ, lạnh cực. Như anh em tôi đang mặc đây là ở dưới kia thì đang nóng khoảng tầm 36-37 độ. Lên đây tôi không biết bao nhiêu nhưng mà mặc áo ba lớp áo. Lạnh, vẫn đi vẫn lạnh đấy. Đấy, để nhìn lại các bác nhìn xem. Dưới kia nắng chang chang, nắng kinh khủng khiếp luôn. Nắng phơi mọi thứ được, phơi cả măng được. Trên này thì mặt trời bị mây phủ che kín hết luôn. Mà sương mù nó rất là lắm. Thì hôm nay hai anh em tôi lâu lắm mới đi với nhau. Chặng đường còn rất là dài, thôi mình cứ đi đã. Chỉ có hai anh em thôi. Chặng đường mình quen nhau bao nhiêu lâu thì các bác thử comment xem. Ở trên Facebook ấy, chứ còn YouTube nó chặn comment từ lâu rồi. Thế còn chúng tôi xem nay đi một chặng đường vừa quen vừa lạ. Tức là có những chặng đường chưa từng bao giờ đi qua. Ác nhỉ đoạn này. Trên là nắng. Trên này nắng. Trên đỉnh thì nắng. Đây mỏi hết người các bác ạ. Hôm nay là chỉ có hai anh em tôi thôi. Tôi với anh Thêm. Anh Thêm là phải gã mãi về Hà Nội chơi chuyến này đấy. Nhưng mà chuyến này đi Hà Nội đi cái đường chưa từng bao giờ đi. Ra đây các bác nhìn xem. Đẹp không các bác? Tuyệt đẹp luôn ở trên này. Chúng tôi đang đi qua cái con đường mà chúng tôi thường hay đi tìm mua trâu bò trên này. Đang trên đường đi Điện Biên. Nhưng mà từ đây Điện Biên nó còn phải tầm 250 cây, 270 cây cơ. Chúng tôi đang đi. Tức là bây giờ tôi cũng chưa đi con đường này bao giờ cả. Bắt đầu vòng qua đỉnh núi kia xong là cứ đi theo kia cái đường mòn. Cái đường đất đấy các bác ạ, chứ không phải đường nhựa đâu. Đoạn này đang là đường nhựa. Nhưng mà bây giờ hình dung ra đường rất khó. Chỉ biết là đi tận cuối chân trời kia thì đến một cái bản. Cái bản này thì tôi với anh Thêm nó đến cách đây khoảng tầm 4 đến 5 năm gì đó. Đến thời đó chưa có điện, chưa có sóng điện thoại. Tôi quay lại thêm một hai lần rồi thì sóng điện thoại thì chập chờn, điện thì vẫn chưa có, điện lưới ấy. Hôm nay mình đi đến đây xem là anh em bà con bên đấy đã có điện chưa các bác nhá. Người chơi bên đấy, đi đường mòn vòng ra Điện Biên. Đây này anh em đang dắt con bò đi thả, đẹp thế, con bò này béo. Đại ca đang đi hỏi có bán không. Thế bây giờ bán thì làm thế nào, cưỡi về à? Quay về gì? Thằng này nhà dưới này hay sao nhỉ? Đẹp lắm các bác ạ, đi tận cuối chân trời luôn. Đến đoạn này là tôi chưa đi đến đoạn này bao giờ các bác ạ. Anh Thêm thì đi nhiều rồi.
cỏ ở đây nó mọc xanh rờn luôn, cỏ nó trải dài hết các đường chân trời luôn đấy, trâu nuôi đây béo. Anh em tôi vừa đến được cái đoạn này có tán cây rất là mát các bác ạ, dừng để ăn trưa tí. Đây này, đoạn này có bóng cây xanh cực mát. Trước khi ăn trưa đến đây mình đã tìa thấy cái này rồi. Ăn đi. Nhiều lắm. Ui ngọt lắm anh thêm ơi. Ăn trưa. Thức ăn thì ở xe các bác nhá, chứ không phải ăn cái này đâu. Này đến đây thấy thì phải ăn đã. Nhiều thế. Còn tôi mang bánh chưng đi ăn mà. Bánh chưng đen hôm nọ nhà gói vào để bán cho các bác đây. Khổ chuyến đầu tiên. Thông tin chưa đâu vào đâu cả. Nên là mang đi mấy cái ăn đã. Ngon lắm. Đây còn có cả quả ấy cơ mà. Quả đen mồm này. Quả mua này. Chín hết rồi, nở hết rồi. Không ăn được. Ui đây này, quả này to. Ui ơi, các bác nhìn quả này xem. To chưa? To hết cỡ luôn. Nhưng quả này ngon. Đây này, còn nguyên đây này. Ôi, tuyệt vời luôn đấy. Nè, hạt to. Dâu nhiều. Thôi ăn cái quả này ngon hơn các bác ạ. Tôi bẻ được một ít này. Anh thêm cũng đang nhảy trong kia. Ngon mà, đi đường khát nước. Ăn được quả này ngon lắm. Không nhiều lắm nhỉ, ít. Nó chín nhiều quá. Đây, như quả này đẹp chưa? Có thấy không, quả đẹp chưa? Đây này, ú, sao không đẹp này. Đây đây. Một quả. Trúng hết rồi. Các bác thấy đi đường có cái chỗ mà ngồi ăn uống lý tưởng không? Vùng này nó không có vắt đâu các bác, yên tâm. Trên này rất là cao. Chúng tôi giờ không có cái khe nước nào luôn ấy, nên là ăn ở bãi cỏ trong lùm cây. Con ong. Con ong tắc tiến ấy. Bữa trưa đây này. Đây, bánh chưng này vừa nãy ăn cái quả cái đen mồm, bây giờ lại có bánh chưng đen mồm tiếp các bác ạ. Cái nào cũng đen. Cái nào cũng đen. Cá cũng hơi đen đen. Cá này hôm nọ tôi với Toàn với anh Thêm đi, mấy anh em đi suối sấy khô mang bắt, hôm nay sấy khô mang về đấy, hôm nay đi đường mà mang đi một ít thì ăn đen xì hết này. Chả có nước chấm gì hôm nay, ăn không này các bạn. Muối không mang về. Chết rồi, quên rồi nhỉ. Nhưng mà cá vừa muối mình cho mặn rồi đấy. Cá nhiều xương lắm. Mỗi anh nghe một cái bánh chưng các bác. Thôi chả bóc cẩn thận nữa đâu, cứ thế mà ăn đấy. Vì hôm nay tôi không có nước rửa tay nên là không muốn bóc nó nhoe nhoe ra đấy. Đây, chuyến đầu chúng tôi làm cái bánh chưng này nó hơi nhạt các bác, cũng cải thiện cho chuyến sau. Đây là chuyến đi của hai anh em Tân với Thêm. Còn này tôi kể cho các bác nghe một cái chuyện là Tết vừa rồi ấy, là nhóm Hoa Ban Cam là có tôi này, Tùng này, với anh Hùng, người di chuyển từ trên bản về Hà Nội. Thì đợt đấy đúng là dịch Covid đang rất là nặng nề luôn các bác, nên chúng tôi quyết định là không rẽ bất cứ một cửa hàng nào ăn uống để ăn dọc đường cả. Và tôi mang thức ăn từ trên bản đi. Nhà hôm đấy anh Thêm cũng có xôi cơm, mang đi, tôi mang đi xôi này, luộc cái ít trứng này, cả cái lạp sườn nữa. Thì, và đi đường gặp chỗ nào đẹp đẹp thì chúng tôi sẽ ăn. Mới đi ô tô mà. Đi mãi qua thành phố Lai Châu. Chả thấy chỗ nào đẹp nữa cả. Thế ngồi hai anh em ngồi ăn luôn ở cái lễ đường của một cái thị trấn nào đó tôi không nhớ tên đâu, vì không tìm thấy cái suối nào đẹp. Thế ăn uống ở lề đường. Thế các bác nhìn toàn bộ nha. Đấy thấy các bác không, ngồi ăn khổ luôn ở vỉa hè ở cái thị trấn nào đấy. Nhìn mọi người đi qua nhìn cứ thấy hai ba ông đang ngồi chồm hổm ở vỉa hè ngồi ăn bốc bốc bài bài ở vỉa hè. Buồn cười cực kỳ luôn.
Xong là ai đấy cũng buồn cười. Ăn xong rồi tôi ăn xong trước, thì tôi đứng lên tôi đi chơi lên quanh nó quanh tí, tôi ngó nghiêng nghiêng. Thì tôi vừa vòng xong cái thì các bác lại xem này. Ôi ơi, xin chào các bác. Vừa nãy anh em tôi ngồi ăn ở ngay cái lề đường chỗ kia các bác ạ. Ngồi vật vờ đường ăn uống nó cũng ngon thì ngon miệng, bởi vì nó đói mà. Đi từ sáng giờ nó đói. Thì bây giờ mới đang ngồi đứng uống nước. Thì có một bất ngờ xảy ra là tôi ăn ngay chỗ bờ đường này, lề đường đây. Thì dưới này có một cái suối rất đẹp luôn các bác ạ. Suối cực kỳ đẹp, trong veo. Anh em đang tiếc bảo là từ nãy giờ không phát hiện ra sớm. Thì mình rẽ xuống suối này mình ăn đây. Từ trên cái đường chỗ kia xuống đây có khoảng 20m mà, 20m đi. Cái bãi suối cực kỳ đẹp ngoài kia kìa. Đấy, thấy chưa? Cái chỗ kia mình có thể ngồi ăn uống được, góc kia này. Rồi có thể ra góc này. Suối cực kỳ trong và đẹp. Thì anh em đang rất tiếc. Thế qua đây thì tôi muốn nói là nếu như các bác đi cắm trại hoặc là đi dã ngoại ấy, có thể là nhiều cái điểm nó như thế này nhưng mình không biết được, mình có thể hỏi người dân hoặc nhìn trên bản đồ. Hôm qua anh Hùng còn bật bản đồ lên đã check ở cái điểm này rồi nhá. Đã đánh dấu được ơi có một cái suối, thế nhưng mà tôi đi tôi không để ý nữa. Thì là cứ đi thôi. Thế nhưng mà rất là tiếc. Cái chỗ này mà ngồi ăn thì cảm giác nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Bây giờ thôi, tiếc cũng bỏ qua, anh em tôi sẽ tiếp tục đi lên đường. Xe đỗ góc kia. Dọc đường đi là từ giờ đến tối chúng tôi đi. Đi xong chỗ nào mà đẹp là bọn tôi nghỉ tối, ngủ tối luôn, cắm trại đấy đấy. Tức là đồ đạc chúng tôi đang để sẵn trên xe rồi. Đợt này nó cũng có một số vấn đề mà tôi không muốn vào nhà nghỉ, nhà ngủ gì, khách sạn thì ngủ đâu. Tôi sẽ vào cái điểm nào đẹp đẹp, xong là mình hạ lại lều bạt ra mình ngủ thôi. Tôi anh em đang ngủ cười. Tôi vừa mới vòng ra một thì nó chỉ cách cái chỗ chúng tôi ngồi ăn là lề đường ấy, nó có mấy chục mét thôi. Có một cái suối đẹp mỹ mãn như thế. Đấy, trong phim mà các bác nhìn đấy, làm anh em buồn, ơ buồn luôn. Nó cũng có cái cây to mát mẻ này, bờ suối đẹp. Mà mình không biết, mình lại ngồi ăn ngay ở trên nó mà bởi vì cái tiếng suối mình không nghe thấy. Cả đội buồn lắm hôm đấy, tôi với Tùng với Hùng, anh Hùng nữa, Tùng nữa. Đánh bay một cái bánh trưng nặng 4 lạng, hơn 4 lạng. Cá các bếp thì còn nhiều nữa nhưng mà tôi không ăn nữa. Đây. Ngại cái là mình phải bóc các bác ạ. Không có chỗ này không có nước rửa tay. Nên là ăn bánh trưng này nó sạch hơn thì mình ăn bánh trưng. Cá tôi chỉ làm mỗi con. Ngồi nghỉ một lúc xong là mình lên đường đi vòng đằng kia. Nào các bác, ăn trưa ở rừng xong rồi, bây giờ ta quay sang cái món tráng miệng. Tôi lại vừa nhìn thấy một cây này nữa, khá là nhiều quả luôn. À, chỗ này thì chưa động đến. Đây này, quả này gọi là quả gì nhỉ các bác nhỉ? Tự nhiên tôi... Quả... Tôi chả biết quả tiếng Thái gọi quả tôm tọ nhỉ? Quả dâu... Dâu dại à? Mấy lần trước mình nhớ mà lần này mình quên mất, ăn xong quên hết rồi. Đây, tráng miệng luôn. Tầm này nó không còn ngon mấy nữa các bác ạ, nó già quá. Nó rụng nhiều. Cái đây khoảng tháng thì ngon. Chín đầy luôn. Anh em tôi vừa ăn trưa nghỉ ngơi xong rồi, anh thêm đang vác ba lô lên toàn trên rồi. Còn giờ tôi quay xe trên này. Thì tôi vừa gặp một anh em đi, anh em đồng bào người Mông mình đi qua đây thì tôi có hỏi là đi đường đi xuống dưới kia, cái bản kia có đi không? Nó bảo là cậu em bảo đi được. Nhưng mà hơi khó một tí. Thôi khó thì khó, đường đất. Hiện tại giờ mình đi lên trên kia là vẫn đường nhựa. Khoảng mấy cây nữa thì bắt đầu đi vào đường đất đấy các bác ạ. Đường đất thì chắc là nó cũng dạng dạng kiểu này thôi chứ. Mùa này thì không sợ đâu. Nó hôm nay là may là nó chưa mưa hẳn. Chứ còn tháng 6 thì quên sầu luôn, không đi được. Hiện tại giờ là, à đâu, hôm nay mùng 1 tháng 6 rồi các bác. Hôm nay đúng mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Quên mất. Chết rồi, quốc tế thiếu nhi bố lang thang ở đâu ở đầu thế này. Đấy các bác thấy không, làm nghề thì đi lang thang khắp nơi thì quên hết cả ngày tháng rồi. Tối tôi đến bản kia mà có điện thoại thì tôi phải gọi cho bọn trẻ tôi tí. Mình đi tiếp các bác nha. Ai chà chà. Hết đường rồi các bác, hết đường nhựa rồi. Bây giờ đi đường nào? Đường này à? Hiện tại bây giờ đến đây là có hai con đường. Một cái là đi theo cái hướng này. Cái điện hỏi thằng này xin. Một cái hướng này, giá. Cái điện hỏi thằng này xin. Nhưng mà chắc là đi xuống ấy chứ. Đây, nó giúp ở đây. Đâu? Hỏi đường đi đường nào?
Đi đường dưới à? Khoảng mấy cây nữa thì đến bên kia nhỉ? Không biết à? Mất tiếng không? À, đi đường vách đá đi à? Chơi ác thật đấy quả này. Cạn đường luôn, cạn đường nhựa. Nối dài tí cho anh em đỡ khổ thế nào. Hết đường nhựa, đi đường đất. Đây các bác, chơi kiểu này mới khiếp hồn chứ. Thôi tôi xin phép là máy ảnh bỏ vào trong ba lô ngay lập tức, chứ không có đi thế này. Úi giời ơi. Các bác cái nhìn này. Kinh như các bác ạ, đường này không phải đùa đâu. Thôi cất máy ảnh đi đã, sợ quá. Vừa đi qua chỗ kia một đoạn nó thấy khó đi lắm rồi. Không biết có đến nơi được không. Đây này, cái trúc cái này. Tình hình là không biết có thể đi được không các bác ạ. Đường tôi đi càng kinh tởm luôn. Anh thêm một xuống đây này, anh quay nhá. Đoạn dưới kia còn thấy kinh luôn cơ mà. Thôi kệ đi, cắt đi biết thế đã. Nói chung là đường đi rất khó khăn luôn các bạn, chả biết có đi được không. Kinh luôn thì các bạn ạ, đang dừng lại này. Anh thêm bảo đi cái đoạn này đừng có nhìn xuống vực, khóa hết mắt này. Nhìn xem nào. Mẹ ơi. Vách đá này các bác này. Bên kia vách đá kìa. Vực ngoài này nó một phát nó thế thẳng xuống luôn cơ mà. Sợ nhỉ. Đoạn kia tôi vừa trêu anh thêm ấy, đoạn vừa nãy mình đi khó khăn này kìa các bác kìa. Thì nó có, tôi bảo anh thêm là nếu có bị ngã xuống thì nó vẫn mắc vào cây thôi, chỉ què chân thôi không chết. Nhưng mà đoạn này không đùa được thật các bác ạ. Nó kinh khủng khiếp luôn. Vách đá nó cao không biết là bao nhiêu mét nữa. Rồi phát tận dưới kia luôn cơ mà. Sợ nhiều đoạn này. Thôi đi. Anh đi trước thì đoạn này chắc không dám lên đâu. Cho vào không vào đâu. Anh thêm nó vào đấy cho lên không lên đâu. Sợ thật đấy các bác ạ, đoạn này kinh hồn luôn. Tôi chưa đi vách đá nào mà nó đường nó hẹp như thế này. Hẹp thế này. Mà vách đá này nó sâu thế này luôn. Sợ chết khiếp luôn đấy. Tôi không có mang cái gì đi để quay được đoạn này đâu. Nên là cứ an toàn các bác nhé. Vượt qua cái đoạn này đã. Tôi di chuyển một đoạn này gặp anh thêm đây rồi. Nhưng mà đoạn này không dám đi. Phải dắt. Dắt nhé.